thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ hồi ký của một người còn sống tác giả dennis a cơ biên dịch trần quang hiếu hiệu đính lê mạnh linh giọng đọc hải yến Những người đã chết Vào khoảng tháng 8 năm 1976 Đến lượt chị dâu tôi mắc bệnh Da của chị vàng ra Và bắt đầu phù nề Mặc dù rất yếu Chị vẫn dáng đi làm mỗi ngày Để không mất phần cơm Chị chia cho cháu Hà Cái miệng vô tích sự của chị Tình trạng sức khỏe của chị Ly Càng ngày càng tồi tệ Nhưng chúng tôi không lấy đâu ra thuốc Để chữa chị những bài thuốc sắc bằng lá xả hoặc lá mít có hiệu quả với tôi khi tôi phù nề do suy dinh dưỡng nhưng không có tác dụng với chị ly vì chị bị phù nề do suy tim một hôm vài lính nửa quân nhân nửa thầy thuốc đến tận làng để chăm sóc người ốm thuốc men họ phát cho người bệnh là mấy viên nén bằng cám gạo bọc đường thốt nốt tôi gọi đó là những viên bi chết chóc họ bảo những viên thuốc này sẽ chữa khỏi bệnh phù ly chấp nhận với lòng biết ơn và cách điều trị đáng ngờ này đơn giản vì chị đói do vậy bất cứ thứ gì ăn được cũng là của trời cho chính tôi cũng xin chị hai ba viên để xoa dịu cái dạ dày rỗng tuếch của mình cũng như mọi người khác chị bị ám ảnh bởi cái ăn Do đó chị giữ riêng cho mình những viên cám quý báu để rồi bị tiêu chảy cấp tính không thể cầm được và qua đời. Hai ngày trước khi chị Ly ra đi, tôi xúc động thấy chị chia cơm và cá cho con gái tôi, cháu Jenny. Chị ngừng thở ngay trước lúc hoàng hôn, một ngày giữa tháng 10 năm 1976. Chúng tôi phải tự chôn những người thân của mình trong một khoảnh rừng cách chỗ ở chừng một km. Lúc đó trời đã tối và không có ai muốn giúp đỡ. Tôi đành qua đêm bên cạnh thi thể chị cùng với Jenny và cháu Hà trong cùng một chiếc màn. Ngày hôm sau, tôi nhờ các chị hàng xóm giúp đỡ vì một mình tôi không đủ sức vác một thi thể nặng chừng 30 đến 40 kg. Và lại, không có gỗ đinh và búa để đóng một chiếc quan tài. Hồi đầu, mỗi khi có người thân chết, chúng tôi dùng những tấm đan bằng tre kết dây leo để quấn quanh thi thể người chết. Nhưng bây giờ, ngay cả tre cũng trở nên khan hiếm. Tre là một loài cây rất có giá trị. Thân cây dùng làm nhà tranh, lán. Măng tre có thể dùng làm thức ăn nhưng để lấy được phải mất nhiều công sức vì măng mọc trong bụi có rất nhiều gai nhọn. Một hôm Jin Sắc mang về làng hai củ măng, giấu kín trong khăn quàng vai, nhưng sơ mi thì rách tả tơi và lưng đầy vết xước vì gai. Cuối cùng, Khơ Me Đỏ ra lệnh cấm hái măng vì nếu hái hết măng thì tre sẽ không mọc nữa. Chúng tôi đành bỏ thi thể người quá cố vào một bao tải cũ buộc chặt chỗ cổ và hai chân rồi khiêng đến nghĩa trang đào một lỗ sâu chừng một mét và đặt thi thể chị xuống đó đó là cái kết buồn của một người tị nạn cái kết có lẽ cũng rất gần đối với bản thân tôi và những người khác mỗi ngày có ba bốn người chết chết vì đói chết vì bệnh chết do thiếu vệ sinh những hố xí đào gần nhà ở nhung nhúc giỏi mùa mưa khi nước sông tràn vào làng chúng tôi phải lội bì bõm trong chính nước phân của mình chúng tôi sống như trong một hũ kín và uống thứ nước dùng vào đủ mọi việc kể cả để giặt quần áo của người mắc bệnh tiêu chảy sống bên cạnh cái chết lại luôn thiếu thốn cái thiết yếu cho cuộc sống nên cuối cùng chúng tôi cũng phạm tội ăn cắp vặt mà không nghĩ đến nguy cơ bị tử hình một hôm, trên đường đi hái rau bìm bịp và rau muống, tôi thấy một mảnh vườn có nhiều cà tím. Tưởng đây là góc khuất, ít người qua lại. Tôi luồn vào dưới lùm cây, lượm nhanh mấy quả, nhét vào túi áo. Áo bà ba đen, quả có nhiều công dụng. Lúc bò trở ra, tôi chạm chán với một tên chưa lốp. Phạm pháp quả tang rồi còn gì, Tên này cười khẩy một cách ác độc Rồi lập tức đưa tôi về gặp trưởng làng Trưởng làng đang đi vắng Hắn đưa tôi một cái cuốc Và ra lệnh Cuốc đây Hãy ra dãy cỏ chỗ đất này đi Trong lúc chờ trưởng thôn quay về Sợ đến chết Tôi chẳng dám cãi Vội đi làm ngay Khoảng một tiếng sau Tên chưa lốt quay lại Cùng về còn có một người nữa không một lời giải thích chúng áp tải tôi xuống một chiếc đò ngang sang làng bên cạnh để trình diện trước cán bộ cấp cao một người mà tôi chưa bao giờ gặp từ khi đến lô ti quãng đường không xa chỉ mất vài phút nhưng sự im lặng nặng nề chỉ nghe thấy tiếng mái chèo khuấy nước ngồi giữa hai gã đàn ông tôi sợ phát run vì không biết họ sẽ làm gì với mình tôi tự trách mình thiếu thận trọng để bị bắt một cách ngu ngốc người cán bộ cấp cao mà tôi lần đầu được gặp nhìn thẳng vào mặt tôi rồi hỏi cột. tại sao lại ăn cắp với một giọng nói đáng thương tôi đáp vì tôi đói ông ta cục cằn vặn lại chúng tao cũng đói nhưng chúng tao đâu có ăn cắp đang lúc ông ta giao giảng đạo đức cho tôi một mùi cá nướng thơm lừng tỏa ra từ nhà trong làm tôi càng thêm đói. Qua khe cửa hé mở, tôi thoáng thấy vợ con ông ta ngồi thành vòng tròn quanh một tô súp nóng, ăn uống ồn ào, tay bốc cơm, tay bốc cá. Tôi nuốt nước miếng, trong lòng căm giận sôi sục nhưng không dám hé môi. Lời của trách vẫn tiếp tục. Đám trí thức chúng mày thật khó giáo hóa, không thể giữ những phần tử thối nát như chúng mày lại được nghe đến đây tôi hiểu kết cục thế nào được dành cho tôi và thế là quên đi mọi cấm kỵ tôi hòa lên khóc nức nở tôi xin ông cán bộ tha tội hứa sẽ không tái phạm và cố gắng tự cải tạo dường như tiếng khóc của tôi không hề làm động lòng kẻ phán xử ông ta vẫn lạnh lùng nói với hai tên lính đã giải tôi đến đây đưa nó đi vừa nói vừa chỉ tay về hướng mà từ đó không ai trở về. Đúng lúc đó có một người đi xe đạp đến, đó là tai em, huyện trưởng. Sau khi biết sự việc của tôi, ông ta hỏi về gia đình, lai lịch, có muốn trở về Pháp không? Tôi nói, thưa đồng chí, sinh mệnh của tôi là do ăn ca quyết định. Hình như đó là điều tôi phải nói dẫu sao tôi cũng biết cách bơi ngược dòng vài phút im lặng nặng nề trôi qua tôi run lên như tàu lá úa tôi nghĩ mình thật ngu ngốc để rơi vào tình cảnh rắc rối này chỉ vì mấy quả cà nhưng khi người ta bị cái đói xô đẩy cuối cùng phán quyết được đưa ra lần này chị được tha nhưng nếu tái phạm anh ca sẽ có những biện pháp thích đáng thế là thoát. Hôm đó tôi đã thoát chết và tạ ơn trời đã cho tôi sống. Nhưng ngay buổi chiều hôm đó, tại cuộc họp tẩy não, tôi phải tự phê bình trước tất cả mọi người. Tôi kể lại những việc đã làm, tôi xin ăn ca và các đồng chí tha thứ cho tôi. Tôi hứa sẽ không ăn cắp nữa và đề nghị ăn ca xử tử tôi nếu tái phạm. Tôi cúi đầu, tuy không phải quỳ gối xuống nhưng thật nhục nhã nhưng không phải ai cũng gặp may như tôi một hôm con trai tôi và vài đứa trẻ khác được nghỉ hai ngày chúng rủ nhau về thăm gia đình tại lô Ti. bà vợ của trưởng làng đồng thời là người phụ trách bếp ăn tập thể tranh thủ sự hiện diện của lũ trẻ để nhờ chúng giúp vài việc ba cậu bé trong đó có jin sắc quy được cử đi chặt cành hoặc thân cây về làm củi nhưng trẻ con vẫn là trẻ con trên đường đi gặp những cây gỗ đã chặt xếp thành từng đống lũ trẻ vừa muốn nhanh lại tốn ít công liền nhặt những cành củi có sẵn ấy mang về bị hai lính khơ me đỏ bắt quả tang lũ trẻ đang lấy củi lập tức bị bắt và giải đến một nương sắn ở đầu đảo buổi chiều đi làm đồng về mà vẫn không thấy lũ trẻ đâu tôi cùng một chị khác đi tìm đến gần nương sắn, chúng tôi thấy bọn trẻ vừa quốc đất vừa khóc. Chúng tôi không dám làm gì, chỉ dám đứng chờ. Đến khi trời sắp tối, ba đứa trẻ mới được thả ra. Tôi gặp lại con trai mình với một cảm giác giải tỏa, nhưng cũng đầy đau đớn và bất lực. Jin Quy cùng hai đứa bạn bị Quy là ăn cắp, là con của lũ phản bội và hủ hóa không thể giáo dục chúng bị đánh bằng thân cây sắn và buộc phải lao động từ 10 giờ sáng đến tối mà không được ăn, không được uống nước. Trên người của con trai tôi đầy những vết bầm, nhưng nó không than vãn, không khóc, không nói nửa lời, hoàn toàn thu mình. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn xót xa khi nghĩ lại những gì con trai tôi đã nếm trải một đứa bé 12 tuổi đã bị những thử thách ấy biến thành người lớn quá nhanh, không có thời gian để biết đến tuổi thơ vô tư. Sự trừng phạt mà nó phải nhận lấy ngày hôm đó và có thể còn nhiều lần nữa mà tôi không được chứng kiến và không được nó nói cho biết, cũng như bao sự đối xử tàn nhẫn khác đã để lại những vết hằn sâu trong nội tâm đến mức trong nhiều năm sau khi trở về cuộc sống bình thường nó vẫn không thể chịu đựng được mỗi khi xem những cảnh đánh roi trong các phim hành động chiếu ngoài rạp hay trên truyền hình nếu ngẫu nhiên nhìn thấy cảnh đó trên tv nó chuyển ngay sang kênh khác và ban đêm nó khóc trong giấc ngủ nhiều ác mộng không được ăn cắp không được hư hỏng thông qua dân bản xứ đã theo lý tưởng của chúng những kẻ độc tài cầm quyền muốn chúng tôi tuân theo một quy tắc sống hoàn hảo để trở thành một dân tộc thuần khiết và cứng rắn những dân cũ được lựa chọn để giáo dục chúng tôi thường là những kẻ tàn bạo nhưng lại không trong sạch khi mà bản thân họ cũng không thực hiện được chính những quy tắc mà họ đề ra chúng tôi biết rõ là họ nói dối khi họ khẳng định rằng khẩu phần ăn của họ cũng giống như của chúng tôi bởi vì thực tế là họ ăn cắp gạo dự trữ để dùng riêng vân con rể trưởng làng là một ví dụ chỉ ít lâu sau khi được chỉ định làm trưởng làng thay cho bố vợ vân đã bị cách chức vì ăn cắp gạo nhưng hắn không hề bị phạt cũng không phải công khai tự phê bình người vợ của trưởng làng này cũng thường lấy thức ăn của chúng tôi nhưng không ai dám trì trách vì ngén chị ta thường đột ngột thèm ăn mỗi lúc như thế chị ta lại thản nhiên vào vườn rau của mỗi gia đình chúng tôi đã phải vất vả trồng chăm sóc và tưới tắm sau mỗi ngày làm việc tập thể để hái bí bẻ ngô tôi cũng có một vườn rau riêng vì được nhắc đi nhắc lại rằng nếu không muốn chết đói thì phải tự trồng lấy mà ăn. Tôi dọn quang mảnh đất trước nhà để trồng được 10 gốc ngô, một luống khoai lang và vài gốc bí. Nhưng chẳng cây nào tự lớn nếu không được tưới nước cả sáng và chiều. Vì thế, ngày ngày trước khi đi làm đồng, tôi dậy sớm hơn nửa tiếng, khoảng 3 giờ sáng để gánh nước sông tưới rau. Sức lực ngày càng giảm sút vì công việc mệt nhọc ấy nhưng tôi vẫn gắng làm với niềm tin là như thế mình có thể được bữa no ý nghĩ rằng nỗ lực của mình sẽ đem lại thành quả đã tạo cho tôi động lực để làm công việc thêm thắt ấy và quả đúng như thế chỉ sau vài tuần lễ ngô đã trổ bông và bí bắt đầu dai trái một buổi sáng tôi ra ngắm vườn hài lòng tự nhủ tuyệt vời quá khẩu phần chiều nay có thêm thức ăn trước khi đi làm tôi gọi jenny và hà dặn chúng phải trông nom cẩn thận vườn rau quý giá để không ai lấy mất nhưng buổi chiều đi làm đồng về thất vọng cay đắng không còn bí chẳng còn ngô cả lá khoai lang cũng bị hái thủ phạm chính là vợ trưởng làng bọn trẻ không làm gì được viện cớ đang có thai chị ta đến các vườn rau trong thôn và lấy đi tất cả những thứ gì chị ta thích chị ta giải thích với bọn trẻ rằng những thứ lấy ở đây hôm nay sẽ đem về bếp ăn tập thể để nấu cháo nhưng chiều hôm đó bát cháo loãng mà chúng tôi được chia vẫn như mọi khi không hề có một cọng rau hay miếng bí non nào một lần nữa họ lại nói dối cái dân tộc thuần khiết và cứng rắn ấy đâu rồi Tôi thất vọng về tinh thần Kiệt quệ về thể chất Nhưng tôi không thể phàn nàn gì Với lũ đao phủ khơ me đỏ Cuộc sống của tôi nằm trong tay chúng Chị dâu tôi đã ra đi Để đến một thế giới tốt đẹp hơn rất nhiều Nơi chúng tôi đang phải vật lộn sống Ở thế giới ấy Chị ấy không còn đau khổ trong khi đó, đối với tôi và mấy đứa trẻ, nỗi thống khổ dai dẳng vẫn tiếp tục. Bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm về cháu trai và các cháu gái tôi là Len, Hoa và Phan. Chúng trở về thôn ốm đau và yếu đuối. Khi tôi báo tin mẹ của chúng đã mất, chúng cũng chỉ lặng lẽ nhận tin buồn. Có thể tin rằng với các buổi tẩy não hàng ngày rằng trẻ em là con của An Ca và không cần đến cha mẹ. Chúng sẽ không còn xúc động khi mất cha, mất mẹ nữa. Ba đứa cháu của tôi đều ốm yếu và kiệt sức. Và vì không lao động được nên chúng chỉ được phát một nửa suất ăn hàng ngày về phần con gái tôi càng ngày càng gầy guộc và ốm yếu thì luôn bị giới chức thôn coi là một miệng ăn vô tích sự. Jin sắc quỳ dẫu gầy đi quá nhiều và không lớn lên được nữa nhưng vẫn chống chọi được ít nhất là ở bề ngoài. Nó vẫn ở trong trại dành cho những đứa trẻ cùng lứa tuổi Gọi là trại Kasang Sang Cách Lô Tì chừng vài km nơi ấy vụ thu hoạch sắp xong thằng bé được coi như người lớn được giao công việc và nhận khẩu phần ăn như người lớn tôi biết con trai tôi không có thời gian để xa suốt tinh thần nó chỉ nghĩ tới lao động để sống sót tôi bị phù nề toàn thân về sau này nhờ bác sĩ quân y việt nam tôi được biết rằng khác với chị dâu tôi mắc chứng phù tim không thể chữa khỏi nếu không có thuốc đặc trị tôi chỉ bị phù thận ít nguy hiểm hơn dù sức khỏe kém tôi vẫn đi làm đồng để được nhận khẩu phần ăn hàng ngày đem về chia với hai đứa trẻ ít tuổi nhất muốn chữa khỏi bệnh phù nề dân cũ trong làng đứng từ xa mách cho tôi cách chữa bằng lá cây họ không dám đến gần thậm chí cầm chổi xua đuổi nếu tôi bước vào nhà họ bởi vì họ sợ lây những người gọi là bác sĩ của Khơ Me Đỏ thỉnh thoảng đến phát cho dân những viên nang thần kỳ thì không bao giờ bước chân vào nhà nếu biết đó là người mắc bệnh. Họ khuyên lấy ba loại lá, mỗi loại có 7 cái, 7 lá sen non hái lúc sáng sớm khi còn xương, 7 lá mít khô và 7 lá xả. Số 7 Họ tin số 7 là con số may mắn. Thang thuốc này không hiệu quả với len, hoa, phan và jenny. Nhưng đối với bệnh nhân phù thận như tôi thì tác dụng lợi tiểu dù không giúp khỏi bệnh. Tôi vẫn thỉnh thoảng lên cơn sốt. Những lúc như thế tôi không hề nhận được ân huệ gì mà ngược lại. Đám dân cũ được giao nhiệm vụ lãnh đạo chúng tôi là những kẻ tàn nhẫn không biết mềm lòng. Trước khi bị cách chức vì ăn trộm gạo, Vân, con rể của Ta Chen là trưởng làng kiêm đội trưởng sản xuất đối với đàn ông cũng như phụ nữ hắn luôn hành xử không khoan nhượng anh ca muốn các đồng chí rèn luyện thói quen lao động trong mọi điều kiện thời tiết dù là nắng mưa gió bão hay ốm đau bệnh tật cũng không ngăn cản các đồng chí lao động để vững vàng hơn dưới sự chỉ đạo của hắn tất cả mọi người đều phải thi hành dù là trời mưa hay trời nắng khi bị sốt rét tôi vẫn phải lội bùn đi cấy lúc trời nắng trói chang cũng như lúc trời mưa tầm tã để chống chọi với mưa gió tôi chỉ có một chiếc áo tơi cũ đã ngả màu vàng mà tôi giữ gìn được sau nhiều đợt tịch thu tài sản một buổi sáng tôi bị trận sốt đặc biệt dữ dội không gượng dậy được tôi nằm bệt trên sàn nhà người rét run cuốn trong chiếc chăn chiên đã cũ và hai bao tải gai nếu tôi có 10 bao tải gai nữa Đắp lên vai thì vẫn cứ rét Để được dễ chịu hơn Tôi cần một vật nặng đè lên người Thấy con gái đang buồn bã ngồi bên cạnh Tôi bảo nó ngồi lên trên lưng tôi Nhưng con bé từ chối Bởi bản thân nó cũng đang quá yếu Và bị cơn đói hành hạ Tôi tức giận duỗi chân đạp cho con bé một cái thật mạnh Làm nó ngã xuống nhà làm sao tôi có thể hành động như thế đối với chính đứa con của mình giờ đây mỗi lần nhớ lại sự việc cảnh tượng đó lại làm tôi đau thắt ruột gan không phải chỉ có bệnh tật rình rập chúng tôi mà còn những tai nạn lao động nữa trong cuộc sống của thị dân hủ hóa trước kia chúng tôi chưa từng học cảnh cầm liềm cắt lúa cầm cuốc xới đất vì thế những công việc đồng áng ấy là cả một núi khó khăn. Một hôm, đang xới đất ở ruộng sắn, tôi bổ quốc vào ngón chân cái. Tôi không có băng hay bất cứ thứ gì để cầm máu. Dân cũ khuyên tôi đi tiểu vào vết thương rồi nhai hạt của một thứ cỏ hoang um tùm mọc gần đó để đáp vào. Tác dụng thật kỳ diệu. Nhưng vì đi chân đất và vẫn phải tiếp tục làm việc vết thương không lành và vài hôm sau thì nhiễm trùng chân tôi sưng lên và tôi bị sốt tôi sợ hoại tử trong nhiều tuần sau đó tôi kiên trì phương thuốc dân gian kia dẫu đi lại khó khăn nhưng tôi vẫn buộc phải tiếp tục lội ruộng làm việc sau một tháng không biết bằng cách nào vết thương thành sẹo như một điều kỳ diệu cuộc sống hoang dã đã dạy tôi rằng nước tiểu rất có ích lợi cho việc sát trùng và làm phân bón. Để có phân bón tốt cho rau hoặc thuốc lá, phải chữ nước tiểu trong thùng chừng 2 ngày, rồi pha loãng với một thùng nước. Nhờ kỹ thuật này, quả bí bắp ngô đều rất to, cây thuốc lá luôn xanh tốt. Ngày 9 tháng 11 năm 1976, Jenny và Hoa lần lượt qua đời, cách nhau khoảng 1 giờ. Những tuần trước khi con gái tôi qua đời là những tuần rất khó khăn Vì cơn đói dày vò ngày càng khắc nghiệt Nó trở nên cáu kỉnh, cầu nhàu, bản tính Ngày nào nó cũng đến nhà của vợ ông trưởng làng để xin ăn Chầu trực chị ta cho nó đồ thừa hay xông vào để nhặt những đồ ấy nếu chị ta vứt cho con chó khi nào nó xin được một miếng sắn hay một rúm cơm cháy nó ăn vội vã vì sợ anh và các chị họ của nó giành mất một hôm được chia sắn tôi phạm sai lầm đưa cho jen một miếng sắn nhỏ hơn với cháu trai của tôi jenny coi cử chỉ này là điều bất công nên hết sức giận dữ và dùng đủ mọi từ ngữ xấu xa để mắng tôi cái đói có thể làm cho con người Mất hết lý trí nhưng liệu người ta có thể hành động khác đi không khi mà người ta chết chính vì đói không phải chỉ có con gái tôi bị cái đói ám ảnh một lần khác sau khi thu hoạch sắn tôi trở lại nương với jenny và hà cả ba chúng tôi đi mót được chừng một cân sắn vụn còn vùi dưới đất trở về nhà mấy mẹ con đồng ý cất đi vài mẫu để dành hôm sau. Tôi cẩn thận cho vào bao rồi cất dưới gối. Trong lúc tôi ngủ, hoa vì đói nên lấy trộm và ăn sống hết. Hôm sau thức dậy, chúng tôi hí hửng tưởng rằng sẽ lại được ăn tiệc sắn lần nữa, nhưng mọi người thất vọng đột ngột khi nhìn thấy cái bao không vứt trên nền nhà. Chúng tôi tức giận đổ lẫn cho nhau Đến khi cháu Hoa thú nhận hành động của mình Buổi sáng hôm Jenny mất Nó đánh thức tôi từ 3 giờ sáng Và hỏi liệu có được ăn cơm ăn cháo không Sở dĩ nó hỏi vì chiều hôm trước Anh ca thông báo sẽ tăng khẩu phần ăn Tôi khẳng định với con rằng thế nào cũng sẽ có và mẹ sẽ đích thân đem về cho con nó xin lỗi tôi vì hôm trước đã cư xử vô lễ với mẹ vì chuyện miếng sắn nhỏ hơn mẹ ơi mẹ có tha thứ cho con về chuyện xảy ra tối hôm trước không con biết là con đã không ngoan với mẹ tôi không cầm được nước mắt trái tim tôi như tan vỡ mẹ quên chuyện đó rồi con đừng phải lo lắng gì tôi biết con tôi không sống được bao lâu nữa con người trước khi chết thường thay đổi tính khí hoặc là trở nên rất tử tế và xin những người xung quanh tha thứ hoặc là tỏ ra cay nghiệt để những người còn sống không phải tiếc thương trong nỗi thất vọng cùng cực tôi không biết phải làm sao để đáp ứng ước mong cuối cùng của con vào lúc ấy không cần bác sĩ cũng chẳng cần thuốc ước mong chỉ là một bát cơm cho đứa con gái 9 tuổi đang chết dần vì đói, chỉ một bát cơm thôi. Bị buộc phải bất lực nhìn con mình chết lịm dần vì đói là một sự tra tấn không thể chịu đựng được. Hôm đó, chúng tôi được miễn công việc ngoài đồng để giết thời gian khi không có cách nào giúp con trước khi người ta phát cơm. Tôi lau rửa và thay quần áo cho Jenny. Sau đó tôi nhặt cành củi khô để sắc nước lá xả cho nó. Tôi vừa đi được một lát thì cháu Hà chạy đến. Jenny yếu lắm rồi. Tôi vội vã quay về nhà. Nó đang thở rất khó khăn. Tôi chết lặng ý thức được rằng tất cả đã muộn nó không nghe được tôi nói nữa bất lực và lòng đau như cặn tôi lặng lẽ chứng kiến cái chết của con mình tôi cầm tay con gái như để dẫn nó trên đường sang một thế giới tốt đẹp hơn con tôi từ từ qua đời vào giữa buổi sáng hôm ấy trong một lúc lâu tôi ngồi bất động bên con không dám nhỏ một giọt lệ hay cầu nguyện cho linh hồn của con ra đi thanh tản nỗi đau đã tiêu diệt tôi làm cho tôi bị tê liệt bất động nhìn vào thân hình bé nhỏ như bộ xương đã không còn sống tiếng khò khè của hoa kéo tôi về hiện tại nó cũng đang hấp hối Sáng nay tôi cũng đã lau rửa và thay quần áo cho nó. Đã một tuần nay nó nằm liệt giường, người rất yếu vì bị tiêu chảy kéo dài. Do ăn những viên thuốc cám mà không có thứ thuốc lá nào chữa khỏi. Để chữa bệnh phù nề của nó, lũ thầy thuốc sát nhân khơ me đỏ đã phát cho cháu tôi những viên thuốc nén đáng nguyền rủa làm từ cám gạo và mật đường thốt nốt thứ thuốc ấy uống vào được hai ngày sẽ gây tiêu chảy mà nếu không chặn được thì sẽ gây mất nước. Thuốc của khơ me đỏ chữa được bệnh này nhưng lại gây bệnh khác nguy hiểm hơn. Vòng xoáy, phù nề, thuốc cám, tiêu chảy là vòng xoáy đưa người ta thẳng tới thiên đường. Lũ quỷ dữ ấy thừa biết những hệ quả tai hại của cách điều trị bằng thuốc cám đối với chúng đó chính là cách ít tốn kém và sạch sẽ nhất để dần dần thủ tiêu chúng tôi và mỗi khi có người chết tôi lại được nghe lũ lính khơ me đỏ và đám dân cũ cười nhạo chúng nó chết vì toàn ăn những đồ bẩn cám và rau dại tôi đờ đẫn nhìn cháu qua đời chừng một giờ đồng hồ sau con gái ngần ấy cảm xúc đau đớn trong cùng một ngày đã nhấn chìm tôi vào trạng thái lạc ý thức. Trong nhiều tiếng đồng hồ sau đó, tôi không thể làm được điều gì. Chỉ ngồi nhìn vào hư không, như thể trái đất đã ngừng quay. Không có lời cầu nguyện cho linh hồn của chúng, cũng chẳng có tang lễ. Chúng tôi chết cũng như thú vật, bị chôn cũng như thú vật, không mộ phần tôi phải nhờ những người hàng xóm giúp đỡ để chôn hai đứa nhỏ bởi vì tôi không còn đủ sức để đào hai cái lỗ tôi bị cái chết dìm sâu đến mức tôi như biến thành tượng đá không một giọt nước mắt dù sao đi nữa chúng tôi không có quyền góc cũng như không có quyền bày tỏ niềm vui mà từ hai năm nay nào có ai muốn cười hoặc hát nữa đâu ở làng không bao giờ nghe một tiếng cười hay tiếng trẻ em chơi đùa trẻ em thì vẫn còn vài đứa nhưng đó đều là những đứa trẻ ốm yếu những cái miệng ăn vô tích sự cả ngày lang thang như âm binh đi tìm cái ăn năm đó khung cảnh làng tôi ở giống như một cư xá chết chóc thần chết gõ cửa từng nhà buổi tối chúng tôi nghe tiếng người ốm rên rỉ và khóc vì đau đớn buổi sáng lại thấy một hai xác chết được khiêng ra khỏi các túp lều hầu hết dân tàn cư đang chết vì kiệt sức và bệnh tật mảnh đất chúng tôi đã khai hoang để làm nghĩa trang nhanh chóng không còn chỗ chúng tôi phải tìm một mảnh đất khác tất cả những cái chết ấy không mảy may làm cho khư me đỏ xúc động một tên lính thậm chí còn tuyên bố cầu cho lũ hủ hóa và thối nát ấy chết hết đi chúng càng ít thì càng tốt ăn ca cà càng đỡ phải lo thiếu gạo cái đói ngày càng trở nên quan trọng cái đói hành hạ mọi người đó là một cách tra tấn tế nhị nhưng vô cùng tàn bạo lá khoai lang cũng là một thực phẩm xa hoa nên tôi nhai đủ thứ cây, dây leo, rau mồng tươi dại, mầm cây bổi, củ của những cây chuối đã chặt buồng. Rau muống không còn mọc nữa, bởi ai ai cũng hái ăn. Để có cảm giác như mình được ăn thịt, tôi vồ lấy châu chấu, bọ cạp, rết và rán. Một số người liều mạng ăn lá sắn có độc tố có thể gây chết người. Cũng như mình chơi sổ số, đôi khi lượm một cây lành đôi khi không may gặp phải một cây nhiễm độc thì phải chấp nhận nôn mửa tiêu chảy và chết tôi vẫn bị phù nề hoàn toàn kiệt sức nhưng tôi vẫn dáng lao động bởi vì khi đi khai hoang hay nhổ cỏ dại tôi sẽ có cơ hội bắt được một vài con châu chấu hoặc mối để ăn tôi thậm chí còn đi tìm kiếm thức ăn dưới gầm nhà sàn của trường làng hay đúng hơn là nhặt nhạnh đồ ăn thừa vứt cho chó bởi trong nhà gã không thiếu gạo và cá buổi tối sau khi húp nhanh bát cháo của mình tôi đến đứng dưới nhà gã và kiên nhẫn chờ đến lúc gia đình gã ăn xong đúng lúc những đồ ăn thừa được đổ xuống phía dưới sàn nhà bếp tôi lao vào trước đàn lợn và con chó nhặt lấy tất cả những gì có thể ăn được những màu sắn màu khoai lang đầu cá vải rúm cơm một lần tôi bị chó cắn vì cố rằng lấy miếng da bò mà nó ngoạm được trước cái đói là một sự tra tấn ghê gớm về thể chất và tinh thần cái đói làm ta mất hết khái niệm về lòng tự hào và ý thức vệ sinh biến con người thành con vật một buổi sáng tôi bắt gặp người hàng xóm nuốt một đám run đất to sau khi đã lấy dao rạch bụng chúng để bỏ đất ra rồi trần qua nước sôi. Tôi đã ăn đủ thứ nhưng run đất thì tôi không thể. Mặc dù người hàng xóm ấy cam đoan với tôi rằng run hoàn toàn ăn được. Tháng 12 năm 1976, mùa gặt lại đến. Trước mắt chúng tôi là giai đoạn rực rỡ trong năm kéo dài 2 đến 3 tháng lúc chúng tôi được ăn cơm thay cháo. Niềm hy vọng này phần nào an ủi chúng tôi. Cũng trong tháng đó, đến lượt Len chết. Len là con gái đầu lòng của chị chồng tôi, lúc ấy 18 tuổi. Len không mắc bệnh phù, cũng không bị tiêu chảy. Nó chỉ gầy, mất kinh nguyệt từ gần 2 năm nay và càng ngày càng yếu. Điều kỳ lạ là nó tiên lượng được chính xác ngày phải chết và tỏ vẻ hoàn toàn thanh thản. Một buổi sáng, Len nói, Mợ ơi, con không còn tí sức lực nào nữa rồi. Rồi nó nằm liệt giường. Tôi chăm sóc giặt quần áo bẩn cho nó bởi vì nó không đứng dậy được nên tiểu ra quần. Nó khóc khi nhìn thấy tôi lau những chỗ bẩn. Nó không muốn tôi cực nhọc nhưng làm sao khác được khi chúng tôi mỗi người chỉ có hai bộ quần áo để thay. Hai ngày sau, vài tiếng đồng hồ trước khi chết, Len gọi hai em là Hà và Phan, căn dặn chúng phải ngoan ngoãn, không được làm mợ phải phiền muộn, nếu không sau khi chết sẽ quay về bắt chúng đi. Rồi nó bảo tôi rằng nó thấy trong người không sạch sẽ lắm, nhờ tôi lau rửa và mặc cho nó chiếc áo sơ mi cùng chiếc xăm pốt màu trắng mà ăn ca mới phát chưa kịp nhuộm đen. Khi tôi đang làm những nguyện ước cuối cùng ấy, Len thì thảo. Mợ ơi, nếu con không đi chiều nay thì ngày mai con sẽ đi, mợ đừng lo lắng. Khi nào con lên trên ấy, con chỉ nhờ mợ chôn con cho sâu, mợ phải đào một cái huyệt sâu rồi đích thân chôn con xuống đó để người ta không ăn cắp quần áo của con và thú hoang không đào được thi thể con. Gần 30 năm sau, tôi vẫn dùng mình mỗi khi nhắc lại những lời trăng chối ấy. Sở dĩ, cháu tôi căn dặn tôi như thế là bởi lẽ nó đã tận mắt nhìn thấy những xác chết bị thú hoang lôi lên khỏi đất hoặc bị lũ hàng xóm ăn xác chết đào lên lấy quần áo đem đội gạo sau khi thì thào những lời căn dặn cuối cùng Lan kêu mệt và muốn đi nghỉ người ta sắp đến đưa cháu đi rồi nó nói rồi nó nhắm mắt lại và nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng lúc trời bắt đầu tối không có nến cũng không có đèn dầu để thức canh tôi đạp thi thể leng chung trong chiếc màn với tôi, em trai và em gái của nó. Không ai còn sợ chết hoặc xác chết nữa. Tôi thực hiện chu đáo lời trăng chối của Len. Tôi đào một cái lỗ huyệt sâu chừng 2 mét thay vì một mét và đích thân lấp huyệt đến cùng. Sau công việc rùng rợn và mệt nhọc ấy, tôi lại đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi chỉ còn ba người trong nhà. Hà 7 tuổi, Phan 12 tuổi Cũng phủ nề toàn thân như tôi Cũng trong giai đoạn ấy Đến lượt chị hàng xóm gốc hoa của tôi Lần lượt mất đi bốn đứa con trai Vốn đã rất yếu đuối về tâm lý Chị ta không chịu được cú sốc Và trở nên điên dại Từ ngày chúng tôi đến ở Lốt Nơi chúng tôi gặp nhau Chị ta luôn viện cớ mất sức Để không tham gia vào những công việc chung Điều kỳ lạ mà bọn khơ me đỏ vẫn để yên như thế. Đến giờ đi làm đồng, chị ta nằm yên trên giường, dầu dĩ nghĩ về quá khứ và luôn tỏ thái độ thiếu tình người với những người xung quanh. Một hôm đi làm đồng về, vừa kiệt sức vừa đói, tôi trông thấy chị ta ngồi quây quần với mấy đứa con vui vẻ ăn cơm nóng và cá rán. Chỉ cần ngửi thấy mùi vị của những thứ ngon lành đó, tôi đã thấy ruột gan cuộn trào jenny nuốt nước miếng buồn bã nhìn nhưng chị ta không hề cho con bé dù chỉ một rúm cơm tất cả mẹ con chị ta đều đành lòng quay lưng với đứa con gái tội nghiệp của tôi để tiếp tục ăn ngày nay cảnh tượng đó vẫn còn làm tôi đau xót người đàn bà này có rất nhiều đồ nữ trang nên không cần phải trông đợi đến khẩu phần phát hàng ngày cho người đi làm nhờ có vàng để đổi trác chị ta được ăn gần như no nhưng chị ta làm thế nào để giấu được kho báu của mình tại sao bọn lính đáng nguyền rủa đó lại luôn luôn để chị ta yên ổn chị ta có hối lộ chúng không bấy nhiêu câu hỏi đó cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể trả lời mặc dù có được chế độ ăn như thế chị ta cũng không cầm cự nổi Cùng trong năm 1976, năm gia đình tôi có nhiều người chết. Các con trai của chị ta dù được nuôi dưỡng tốt hơn những đứa trẻ khác cũng lần lượt qua đời. Rồi đến lượt chị ta cũng chết. Nước lũ bắt đầu rút từ tháng 11 để lại những khoảnh đất trồng sau nhà, cho phép tôi khôi phục lại vườn sau. Nếu không bị ăn cắp như lần trước, tôi sẽ có cái để độn thêm vào khẩu phần cháo hàng ngày tôi lại làm đất tưới cây vào lúc sáng sớm và buổi chiều tối. Tôi tự động viên mình. Nào, Danny, hãy cố gắng lên, mày phải sống. Niềm hy vọng sẽ được hưởng thành quả từ chính sức lao động của mình đã tạo cho tôi một sức mạnh tinh thần và sức chịu đựng thể chất siêu phàm. Có đêm, lúc cơn đói dày vò và không ngủ được, Tôi nuốt một hạt muối to, uống một bát nước lớn rồi ra vườn tưới rau dưới ánh trăng. Lao động làm tôi không còn thời gian nghĩ ngợi. Sức hấp dẫn của trái cây và rau xanh nâng đỡ tôi. Tôi tự nhủ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần như một điệp khúc. Danny đừng chết, mày phải sống để làm nhân chứng cho tất cả những sự tàn bạo này, thế giới phải biết điều gì xảy ra ở đây, mày phải làm điều đó vì con cái và tất cả những người thân yêu đã chết của mày. Năm 1977 tới, trong cơn tuyệt vọng, tôi cố gắng chăm sóc đứa cháu gái thứ ba của mình. Nhưng Phan không qua khỏi và đến lượt cháu lìa đời vào một sáng tháng riêng. Hôm ấy, để tỏ lòng thương tiếc, tất cả những người thân đã vĩnh viễn ra đi và cũng để khỏi bị cháy trên đầu. Tôi quyết định cạo tóc, trước đó tôi đã dùng dầu hỏa thấm vào tóc nhưng lũ sinh vật bẩn thỉu ấy sinh sôi nảy nở nhanh đến mức chỉ có